Hôm nay thì Huy Huyền được cái thời gian nghỉ ở nhà, cho nên là sẽ dạy cho Panda với thị Miranda học tiếng Anh. Con chào mấy cô chú. Bằng cái vốn tiếng Anh ít ỏi mình, cho nên là mình sẽ dạy các con. Rồi đọc mấy cái hôm bữa mới giờ đọc đi, là thứ hai là gì? Monday. Thứ ba con đọc theo thứ hai đọc nè, thứ hai là Monday. Để tay xuống thằng quạt. Monday. Thứ ba là Tuesday. Tuesday. Không phải là Tuesday. Rồi thứ tư là gì? Wednesday. Rồi thứ năm Thursday. Thứ sáu là Friday. Nó là chữ F. Nghe nè, nghe. Nó là chữ F. F và R thì nó là Friday, đúng rồi. Friday. Thứ bảy là Saturday. Thứ bảy là Sunday. Chủ nhật là Sunday. Rồi, bây giờ mình sẽ ôn lại mấy cái này từ. Mấy cái rồi, Panda thì Panda biết nhiều hơn rồi. Bây giờ Panda sẽ đọc trước. Zero. Không có zero. Zero. Là số 0. Rồi số 1 là gì? One. Đọc là nó phải tay đúng cái chất Mỹ đàng hoàng được. One. Two. 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 Three. 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 Đọc theo. Three. Three. Four. Four. Đây, đọc nghe người ta đọc trước, mình đọc theo, không có đọc leo. Four. Four. Đúng rồi. Four. Four. Là số mấy? Số 4. Five. Five. Đây nghe. Five. Nghe. Five. 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 Con nghe người ta đọc đi rồi con đọc theo. Five. Five. Đọc lớn rồi. Five. Là số 5. Rồi, tới số 6 là Six. Số 7. Seven. Không có đọc kiểu đó được. Seven. Rồi. Seven. Rồi. Số 8 là Eight. Cái này á là cái âm đánh dần của nó là E-I-G-H-T. Là nếu mà đánh dần của nó là E-I-E-I-I-E-I là Eight. Đọc Eight. Là 8. Là 8. Số 9 là Nine. Nó là nine nè, thấy chữ nine nè không? Đấy không? Mình đọc là nine. Đọc hoàng nine mà giống như cái chữ N sao vậy? Nine. Rồi, số 10 là dễ quá. Ten. Rồi, số 11, Panda đọc rồi. Eleven. Con đọc đúng. Nhưng mà đọc là phải, cái âm nó phải đúng. Cái Eleven. Đọc 12. Trail. Rồi, số 13. Thirteen. Rồi, là cái này không có chữ sờ đó, cho nên là không có đọc cái sờ âm sờ nha. Nó là thirteen.
Thirteen. Rồi. Fourteen. Đúng là teen nha. Yeah. Fourteen. Rồi. Fifteen. Fifteen là số mấy? Là 15. Ok, 15.